Em đang xin kính mời các bác nhà mình ngắm xem, đón xem một cái siêu phẩm Tam Bảo Sắc Tây Bắc Điện Biên các bác ạ. Này là em ghép trên một cái thân cây. Ở đây nó có hai chạc các bác này. Đây, này, đây là một chung một gốc nhé. Trên này là hai chạc các bác nhà mình. Đây cái đơn này về trấn thủ vườn thì rất là đẹp. Ngầu hoa dài lắm. Ngầu hoa rất là dài. Tác phẩm các bác ạ. Nói chung là cái trên ngọn trên cái giò này nó rất là nhiều ngọn nhé. Với cái giò này nuôi ở vườn nhà em mười mấy năm rồi đấy. Có những ngọn này nó dài lắm. Có những ngọn này nó rất là dài các bác thấy ngầu hoa không ạ? Tam Bảo Sắc Tây Bắc Điện Biên các bác ạ. Phải nói là chi chít nụ hoa nhé cả nhà ơi. Đây này. Các bác nhìn ngắm này, nụ hoa này, chi chít luôn. Mà cái tác phẩm gọi là trấn thủ vườn các bác ạ. Giò này to lắm. Thì em xin mời các bác nhà mình đón xem và bác nào mình có nhu cầu sưu tầm cái giò gọi là tác phẩm giò này nó có chiều cao chắc khoảng tầm gần 3 mét đấy các bác, gần 3 mét đấy ạ. Rất là đẹp. Đấy, bác nào có nhu cầu sưu tầm cái giò mà để trấn thủ vườn giò này thì các bác liên hệ cho em gái nhá. Em có hai giò, đây còn một giò bên này nữa. Giò bên này cũng rất là to. Cái này thì các bác nhà mình nó là cái gốc cây to lắm. Các bác nhà mình về mình đặt trấn thủ lên, đặt lên ang ấy, có cái ang mà đặt lên. Ngọn nó dài cả mét các bác ạ, đang đi nụ hoa nhiều lắm. Đây ạ. Đó, em có hai giò nhá. Nói chung là rất là to các bác ạ. Cái này các bác nhà mình nhá, đặt lên trên ang cho em trước là em đặt lên trên ang đấy ạ. Chưa đặt lên trên ang cái gốc này này, đặt lên trên ang đấy. Em đổ mấy cột bê tông đặt lên trên đấy. Nhưng mà vừa rồi là em chuyển vườn thế nên là em nhấc xuống đây. Đấy bác nào mà mình có nhu cầu sưu tầm cái tác phẩm này nhá, tác phẩm núi rừng. Giờ này thì em xin phép chia sẻ cho bác nhà mình cái giò tác phẩm siêu phẩm này với giá bằng 12 triệu. 12 triệu cho cái giò này các bác này. Đấy bác nào mà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ cho em gái để mua hàng nhé. Tác phẩm này em chia sẻ với giá bằng 12 triệu cho giò Tam Bảo Sắc Tây Bắc Điện Biên, hàng đang rất là nhiều nụ. Còn đối với cái tác phẩm này này. Tác phẩm như hình đây các bác nhé. Gọi là hàng siêu VIP luôn. Nếu bác nào mình có nhu cầu sưu tầm tác phẩm này thì nói chung nó to lắm cả nhà. Ngọn nó to dã man luôn đấy. To lắm các bác ơi. Giò này nếu bác nào mà sưu tầm được giò này thì em sẽ chia sẻ các bác nhà mình. Giò này nếu mà để chở bằng ô tô thì chắc là nó phải hết cả một cái ô tô mới chở cái giò này. Đấy, vĩ đại luôn. Bác nào là mình là tín đồ mà sưu tầm nguyên những cái hàng VIP, các bác nhà mình có thể nghiên cứu đến giò này nhé. Em chia sẻ giò to này thì nếu bác là lấy giò to này, đây cả thuần cả kín xung quanh mặt các bác, không phải mặt trước đâu, nguyên mặt trước đầu, giò này thuần là kín xung quanh mặt các bác thấy không? Đây là mặt đằng sau này, cái trụ nó to như thế này các bác này, đấy, cái trụ lan nó to như thế này, đây là mặt đằng sau lưng, còn mặt đằng kia là đằng trước, đấy các bác thấy ngọn không? Nó to vĩ đại luôn. Giò này thì bác nếu lấy được thì em sẽ chia sẻ các bác nhà mình giò này với giá bằng 25 triệu các bác nhé. 25 triệu cho giò này. 25 triệu cho giò này. Đó em xin mời các bác nhà mình. 25 triệu cho giò này. Siêu phẩm các bác. Các bác nhà mình để cái giò này trấn thủ vườn thì phải nói là quá đẹp cả nhà ơi. Quá đẹp luôn đấy ạ. Đó. Giò này là có hai trạng các bác nhé. Cái giò này là ở dưới nó chung một gốc này. Ở trên là có nó chia thành hai trạng đấy. Đẹp lắm các bác ạ. Tác phẩm núi rừng Tam Bảo Sắc Tây Bắc Điện Biên nhé. Ngọn nào cũng to mập đẹp các bác mà đang tầm nụ đẹp lắm rồi cả nhà ơi. Đó, em xin chia sẻ các bác nhà mình. Em xin cảm ơn các bác đã đón xem video của em. Kính chúc các bác có một buổi like, xem like thật là vui vẻ nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình. Có hai giò, bác nào lấy giò nào cũng được. Giò này cũng to lắm các bác. Giò này to lắm. Giò này nếu mà nhấc lên trên ang các bác mới biết được. Tức là nhấc cái bệ của nó cao khoảng tầm 1 mét thì các bác. Mình nhấc cái bệ cao khoảng tầm 1 mét ấy. Nó xòe dáng xuống phải nói là quá đẹp các bác, quá tuyệt vời luôn. Giờ này em chia sẻ 12 triệu này. Còn rất là lâu rồi, 12 triệu các bác nhé. Giờ này những cái giò này chị có thể trả bằng ô tô thôi. Em xin cảm ơn các bác nhé. Em xin chào các bác. Xin gái phết nhỉ.